Vâng, xin chào toàn thể bác và anh em đã trở lại với kênh Hư Giang Audio. Thì ngày hôm nay bên em gửi đi cho bác và anh em những bộ mic Beyer M3. Thì lời đầu tiên em xin cảm ơn tất cả bác và anh em đã tin tưởng đặt bên em cái bộ mic Beyer vỉ tím. Mã của nó là Vedanmic M3 các bác nhá. Thì dòng này nó là dòng mic Beyer đời cao. Đấy, thì trước đi khi gửi đi cho bác và anh em đã test rất cẩn thận hai tay mic và sóng cho bác và anh em. Thì mong rằng các bác và anh em nhận những cái bộ mic Beyer vỉ tím Beyer M3 đời cao này sẽ cảm thấy hài lòng về chất âm hay là về chất lượng của nó các bác nhá. Đấy, thì với giá tiền là 2.700.000 bao ship thì cái dòng mic Beyer M3 này bên em vẫn đang còn rất nhiều. Thì cái lô này bên em về gần 30 bộ các bác nhá, gần 30 bộ. Thì bác nào mà đang có nhu cầu gì về dòng mic Beyer M3 đời cao thì các bác và anh em liên hệ với bên em để đặt hàng. Thì đây là nội thất của nó này. Nội thất của dòng Beyer nó là dòng quá chất lượng rồi đúng không ạ? Đấy. Thì cái lô mic này bên em bán ra cho bác và anh em thì bảo hành đổi một đổi một trong vòng 3 tháng cho bác và anh em. Thì thông số đường sau của nó thì em đã làm cho bác và anh em rất nhiều video rồi đúng không ạ? Đường sau của nó thì nó sẽ có hai đường canon và một đường 6 ly. Đường canon thì các bác và anh em có thể là chơi hai đường mic riêng biệt và đường 6 ly thì các bác và anh em có thể là chơi chung một đường 6 ly này, nó sẽ ra hai đường mic các bác nhá. Thế thì trước khi gửi đi cho bác và anh em thì em quay chi tiết nội thất của mic Beyer. Đấy, và tay mic của nó thì các bác và anh em có thể là tắt hay là bật chế độ tự ngắt được ở trên tay mic này. Đấy. Thì khi các bác và anh em sử dụng mic thì các bác và anh em để ý trong tay mic này nó sẽ có một cái nút gạt low và high. Low tức là các bác và anh em chơi trong nhà thì nó sẽ tiết kiệm pin, còn các bác và anh em mang mic ra ngoài trời thì các bác và anh em gạt sang chế độ hi các bác nhá. Đấy, với chất âm của nó thì quá tuyệt vời của dòng mic Beyer rồi. Hi 456 bình 1 hi 456 bình li li 1 hi 456 bình 1 hi. Đấy, với tay mic đẹp trên 90% như thế này thì các bác và anh em mua rất xứng đáng đồng tiền bỏ ra đúng không ạ? Thì trên đầu thu này thì em đã khóa các bác nhá, em đã khóa thì khi về các bác và anh em muốn mở khóa ra thì các bác và em chỉ cần thao tác là tắt nguồn đi rồi các bác và anh em giữ chặt cái phím mũi tên lên, rồi các bác và anh em lấy ngón tay kia bật nguồn lên, thì khi bật nguồn lên như vậy thì nó sẽ bỏ khóa đi, thì các bác và anh em được phép tăng giảm âm lượng cho mic A hay là tăng giảm âm lượng cho mic B, hoặc là các bác và anh em muốn thay đổi tần số sóng thì các bác và anh em có thể là thay đổi được. Đấy, bây giờ em sẽ thay đổi lên là 160 các bác nhá, 160. Rồi em sẽ bấm vào set thì nó sẽ mất cái tần số cũ đi. Thì trên tay mic nó đang là CH136 và trên đầu thu nó đang 160, thì các bác và anh em muốn reset cho trùng tần số các bác và anh em bấm vào set. Đấy, khi nào IR chạy các bác và anh em giơ cái màn hình tay mic vào chỗ mắt thần này này. Đấy, để nó sẽ tìm tần số bằng IR cho bác và anh em. Đấy, khi tìm xong thì nó sẽ báo hai cột sóng và báo hình quả pin ở đây. Đấy, để các bác và anh em biết mic mình lúc nào hết pin. Hi 456 bình 1 hi 456 bình lên. Đấy, xong các bác và anh em cài đặt xong rồi, các bác và anh em có thể là khóa lại. Các bác và anh em khóa lại thì cũng thao tác như vậy. Tắt nguồn đầu thu đi, tắt nguồn đầu thu đi. Rồi giữ phím lên của kênh nha các bác nhá, rồi ngón tay kia các bác và anh em bật nguồn lên thì nó sẽ hiển thị cho bác và anh em là hai khóa đây thì các bác và anh em sẽ không có thể là thay đổi được âm lượng hay là thay đổi được tần số sóng. Thì cái khóa này là tính năng là khóa trẻ em các bác nhá, khóa trẻ em. Đấy, với giá tiền là 2.700.000 một bộ mic Beyer M3 thì các bác và anh em có nhu cầu gì về dòng mic M3 hãy gọi điện trực tiếp vào số điện thoại của Hương Sang Audio theo số điện thoại là 0979987696. Tôi chân thành cảm ơn tất cả bác và anh em đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt các bác.